Ngày 28 tháng 1, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển 2 kg ma túy tổng hợp ketamin và chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam với số lượng lớn. Trước đó vào sáng ngày 26 tháng 1 trên quốc lộ 9 đoạn qua thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, lực lượng phối hợp đã phát hiện đối tượng Vi Lai Phon La Thông Savan, quê ở huyện Chan Thabuli, thủ đô Viêng Chăn của Lào, hiện đang tạm trú tại thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 2 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp ketamin và nhiều tăng vật khác. Lực lượng phá án cho biết đối tượng Vi Lai Phon La Thông Savan là một ba chùm trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra để mở rộng. Chuyển sang một số thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 2 ngày xét xử thì vào chiều ngày hôm qua 27 tháng 1, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên y án đối với bị cáo Trương Châu Hữu Danh cùng với các thành viên nhóm Báo Sạch trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tòa tuyên phạt Trương Châu Hữu Danh 4 năm 6 tháng tù, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng cùng 3 năm tù, Nguyễn Thanh Nhã và Nguyễn Phước Trung Bảo cùng 2 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn bị cấm hành nghề báo chí trong 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Theo hội đồng xét xử, nhóm bị cáo đã đăng tải nhiều bài viết trên fanpage, trên kênh YouTube và trang Facebook cá nhân có nội dung gây thiệt hại, phi vật chất, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Như vậy, các nội dung kháng cáo của các bị cáo cũng như là đề nghị trước đó của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm cũng như là kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ theo hướng không áp dụng hình phạt bổ sung là cấm hành nghề báo chí trong thời hạn 3 năm đối với các bị cáo không được tòa chấp nhận. Vâng, thưa quý vị, nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện hàng hóa xuất nhập khẩu được giao thương thuận lợi qua các cửa khẩu đường bộ, Tổng cục Hải quan cho biết là bắt đầu từ ngày 27 tháng 1, chức năng cảnh báo chống ùn tắc sẽ được chính thức triển khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Để biết lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu, người sử dụng truy cập vào địa chỉ www.vnsvk.gov.vn, mục bản đồ mật độ phương tiện. Thông tin lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được cập nhật theo thời gian thực, công khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Tình trạng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được thể hiện trên nền giao diện trực quan và thân thiện với 4 mức độ, bao gồm mức đỏ là mức cảnh báo cao nhất với lưu lượng trên 5.000 phương tiện, mức cam lưu lượng từ trên 1.000 tới 5.000 phương tiện, mức vàng từ trên 500 đến 1.000 phương tiện và mức xanh là dưới 500 phương tiện. Thưa quý vị, sau 2 năm nỗ lực tái thiết thì cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam, nơi đã từng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng khiến cho hàng chục người chết và mất tích, nay đã trở lại với cuộc sống bình thường. Đặc biệt là trong dịp Tết năm nay thì đồng bào nơi đây đã được sử dụng điện quốc gia để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Mấy ngày qua, ông Nguyễn Chí Trung ở thôn 3 xã Phước Lộc huyện Phước Sơn, nơi từng xảy ra trận sạt lở kinh hoàng vào cuối năm 2020, vui mừng như mở hội vì nguồn điện từ lưới điện quốc gia đã vào đến nhà ông và bà con trong thôn sau hàng chục năm chờ đợi. Ngoài việc mua sắm tivi và các thiết bị nghe nhìn khác, ông còn lên kế hoạch mua máy bơm và máy xay sát để phục vụ bà con trong thôn. Bà con ở trên này nhất là cái thời gian sạt lở đường xó, hắn mất khách rồi, ngó như con người bị cô lập rồi đó, không biết cái gì hết trơn. Đó, cho nên bây giờ đây rồi thấy đường xó cũng làm lại được rồi, rồi điện là cũng sắp sửa có, đây là xuống quá rồi, bà con mừng lắm chứ. Thì đến nay cơ bản các cái điện rồi cái mặt bằng thì cũng đã hoàn thành cái việc mà xong mặt bằng xong, hiện nay đã bố trí cho nhân dân làm nhà cho cái riêng thôn 3. Thì đối với điện thì hiện nay thì điện thì cũng đã cái hoàn thành điện, cũng sớm bắt điện. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự giúp đỡ kịp thời của các bộ ngành trung ương và đồng bào cả nước, cuộc sống của đồng bào ở xã vùng cao Phước Lộc đã trở lại bình thường, cơ sở hạ tầng dần được khôi phục và xây dựng mới. Những gia đình có nhà ở bị vùi lấp đã được làm lại nhà ở mới cho ở các khu tái định cư. Riêng dự án cấp điện miền núi đã đầu tư gần 11 tỷ đồng
Để xây dựng đường dây điện chung và hạ thế dài gần 9 km, cấp điện sinh hoạt cho toàn bộ dân trong xã có điện sử dụng trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng với cái sự chỉ đạo của tỉnh cũng như sự đồng hành của các sở ban ngành, điện lực Quảng Nam và nhất là địa phương trong công tác là vận động người dân để mà hiến đất để rồi giải phóng mặt bằng cũng như là phát quang tạo hành lang tuyến an toàn điện, thì đến nay thì công trình đã tương đối đã cơ bản hoàn thành và trong thời gian ngắn nhất là trong vòng 2-3 ngày nữa thì điện lực Quảng Nam sẽ lên nghiệm thu. Cuộc sống của đồng bào vùng cao Phước Lộc tuy vẫn còn không ít khó khăn song đã thật sự hồi sinh. Nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu gắn liền với các khu tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Và trong dịp Tết này, đồng bào ở vùng cao còn có thêm niềm vui mới khi ánh sáng lưới điện quốc gia đã về sau nhiều năm chờ mong. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn 2014-2018 tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 7 bệnh viện, gồm việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trái quy định có dấu hiệu lợi ích nhóm ở vụ trang thiết bị y tế và công trình y tế tại Bộ Y tế. Hồ sơ về hai gói thầu đấu thầu tập trung năm 2017 tại Trung tâm Mua sắm Tập trung Quốc gia liên quan đến liên danh công ty Uni Văn Lang. Hồ sơ việc thực hiện liên doanh liên kết đối với 11 máy liên doanh liên kết, máy đặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin việc mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội thành phố Hà Nội. Thông tin việc mua sắm thiết bị vật tư y tế liên quan tới hơn 10 gói thầu năm 2018-2019 tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Việc thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với hai gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị xạ trị tại Bệnh viện Ca. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với các tổ chức và cá nhân có sai phạm.